Vâng, xin chào các bạn đã trở lại với đường đua của HRC. Hôm nay nhân vật của chúng ta là anh Lam Bò Cạp. Vâng, anh là một trong thành viên hết sức chầu tre của nhóm. Anh có thành tích bất hảo nhặt lá đá ông bơ, và hôm nay anh ra đường thi với tâm trạng hết sức là hưng phấn. Vâng, anh vừa có một pha rất táo bạo, anh vừa đi qua một hàng đá, nếu mà không nhanh sẽ bị treo cầu xe. Và rất may mắn cho anh là xe đã lật lại, không thì anh đã teo rồi. Và hôm nay anh với tâm trạng hết sức là phấn khởi và hồ hởi. Đằng đéo nào cũng thua rồi thì mình chơi cho đã đi, có khi anh lại thắng. Vâng, anh vừa cái tâm thế của một cái người chơi xe mà xác định mình sẽ thua thì rất dễ được thắng, thưa quý vị các bạn. Đấy, anh đi một cách hết sức là tự tin và táo bạo. Vâng, anh vừa có một pha làm đổ bóng và anh trừ một điểm. Và lỗi phía trước là anh đã bị hai điểm rồi. Vâng, anh sẽ định làm gì đây? Anh đi rất mạnh mẽ và tự tin, rất khoát. Đừng khen sớm em anh ơi. Toang đấy. Cái lốp bên này, bóng bên này thôi, chấp nhận nhá. Vâng, anh rất may mắn vì các đội đã không xếp bóng vào đây và anh đã vượt qua được. Vâng, anh em đang coi như là chim lợn rất dữ dội luôn, chỉ mong cái đối thủ của mình bị ngã và từ bỏ cuộc đua chạm bóng. Quả lật đổ xe là rất sướng. Quả này mà rơi xe xuống sông thì rất là tuyệt vời này. Cả một lũ bầy chim lợn ở trên kia sẽ reo hò rất là sung sướng luôn. Anh đã phải nhờ đến một người để đứng ở bờ sông để chặn xe, để lỡ rơi xuống sông thì còn vớt kịp. Rồi, rất tự tin. Đấy, các bạn thấy không? Đi thi với cái tâm lý mà thoải mái, phấn khởi hồ hởi này, đằng nào cũng xác định là mình thua rồi thì lại có khi rất là thắng. Thanh niên này 15 nay ra đây chơi chưa bao giờ thắng cuộc cả. Hôm nay liệu anh có thể giành giải không? Vâng, rất tốt. 215. Sao cùng 7 cộng 5 nhá? 215 cộng 7 rồi, anh rất là hưng phấn. Anh kia lúc nãy là 20, anh đồm 20 mấy nhỉ? Đấy, anh đồm kia là một thằng tay lái rất là cừ khôi, nhưng mà khả năng là thua anh là một cảm. Thôi mấy ông này vẹ cố gắng ăn giải đi, cố gắng ăn giải đi, bình tĩnh nhá. Đồng hồ đôi đưa cho anh bấm ạ. Ui.